Sau 30 năm nghiên cứu về tiếng Việt thì tôi nhận ra một điều là có phải là tiếng Việt đang khá là bất công với cánh đàn ông chúng tôi không? Tôi nói có sách mách có chứng là tôi sẽ dẫn chứng ra. Đầu tiên, tại sao lại có cái từ là ba trợn mà không phải là má trợn? Lại còn có từ này nữa, ba phải. Tại sao là ba phải mà không là má phải? Vẫn chưa hết đâu. Này, tại sao người ta chửi là đồ sỏ lá đồ ba que mà không phải là đồ sỏ lá đồ má que? Tôi tức lắm rồi đấy, tôi bức xúc rồi. Chưa hết đâu, vẫn còn. Khi một chửi một ai đó, người ta chửi là thằng bố láo mà không chửi là thằng mẹ láo. Tại sao lại chửi là bố đời mà không phải là mẹ đời? Chưa đâu, cái từ sau này tôi mới tức nè. Các bạn có biết cái ghế không? Cái ghế là để chúng ta đặt ấy lên, chúng ta ngồi lên đúng không? Thì tại sao lại có từ ghế bố mà không có cái từ ghế mẹ? Rõ ràng là quá là thiên vị luôn. Rất là bất công với cánh đàn ông chúng tôi đấy. Mà chưa hết nhá, lại còn có cái cụm từ này này. Đỏ mặt tía tai. Đây là một cái cụm từ nó không được tích cực cho lắm. Mà tại sao là đỏ mặt tía tai mà không phải là đỏ mặt má tai? À, tía với bố rồi là ba này. Những cái từ mà nó tiêu cực là cánh đàn ông chúng tôi gánh hết. Không thể nào chấp nhận được.